trí thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương, nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Cha vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tư xanh, quyết nuôi trí theo Phật đà, sống tỉnh giác xa mê. Thay bao thiện duyên, chung ước nguyện, chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Vang lời đầy tình người, thời gian nhé xin ngừng trôi. Vì sân si nên sầu bi, tham muốn lâu nên khổ đau. Tuổi xuân dần tan từng ngày, nào hay biết quay về mau. Cha vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tự xanh, quyết nuôi trí theo Phật đà, sống tỉnh giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện, chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta.
Việt Nam, Ninh Bình Tỉnh, Ninh Bình Thành Phố, Ninh Sơn Phường, huyện Trà Hoa Thôn, Thánh Tự Cư Kim Thần Bảo Tự Tiên Đàm Duẫn, Thích Đàm Tiên, Hiệp Du Đồng Gia Phật Tử, Bán Thôn Nam Hồ Bảo Du, cùng Phật tử thập phương xa gần thường đẳng kim đi vì lễ kinh thành khánh thành khai bảo tháp và dương xa lợi thủ vi tổ sư Phật phù đồ cần sĩ lễ Phật phần chi văn trần vai tiên cầm kỳ tấu ra Nam Mô Lạc Hòa Thập Lâm Tế Môn Nhân Ma Tát. Lâm Tế Môn Nhân Ma Ma Ha Tỳ Kiêu Di Bồ Tát Giới Giác Linh Nam Mô Thiện Tại Pháp Lâm Tế Môn Nhân Ma Ha Tỳ Kiêu Ni Bồ Tát Giới Pháp Huy Thích Đàm Nhu Giác Linh Nam Mô Thiện Trảo Thiện Trảo Pháp Lâm Tế Môn Nhân Ma Ha Tỳ Kiêu Ni Bồ Tát Giới Pháp Huy Thiện Đàm Nghĩa Thích Đàm Nghĩa Giác Linh Nam Mô Nhân Thanh Nhân Tháp Lâm Tế Môn Nhân Ma Ha Tỳ Nam Mô Tây Lạc Tháp Lâm Tế Môn Nhân Ma Ha Kiêu Ni Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Kính thưa chư quý vị Phật tử thập phương xa gần, ngày mai 22 tháng 3 năm Ất Mùi tại chùa Thiện Trào, Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ khánh thành khu bảo tháp và rước xá lợi chư vị tổ sư nhập phù đồ bảo tháp để kỷ nguyện nhân đương duyên này, kỷ nguyện cho bản tự Hưng Long, thiền môn Đỉnh Thịnh, quốc gia Hưng Vượng, nhân dân bình an. Chư ni chốn tổ chùa Thiện Trào, kiền thỉnh thập phương tăng già về đây cử hành các nghi lễ nghiêm hương bạch Phật tuyên kinh để kỷ nguyện âm dương lưỡng lợi. Hôm nay ngày 21 tháng 3 năm Ất Mùi, các chương trình nghi lễ thỉnh Phật, thỉnh Tổ, tuyên kinh đã được tiến hành kỷ nguyện cho âm siêu Dương Thái. Vào giờ này, nghi thức khóa lễ tuyên kinh dược sư kỷ nguyện bình an
Đệ tử hành, chúng con xin thay lời chư tăng nắm tác bệnh chương trình nghi thức khóa lễ tuyên kinh diệt sư đỉnh lễ tam bảo ba lễ sám hối nguyện hương sám hối tổng lễ liệt vị chư Phật Bồ Tát thân kinh diệt sư bát nhã niệm Phật một tràng các danh hiệu Bồ Tát lễ tạ và hồi hướng công đức. Đề nghị toàn thể quý vị Phật tử đang hiện tòa đạo tràng nơi đây hãy chú tâm thanh tịnh thân niệm ý nhất tâm trang nghiêm để nghi thức hoa lễ tuyên kinh cùng chư tôn đại đức tăng ni được diễn ra thật thuần viên mãn trang nghiêm nhất tâm hoa lễ tuyên kinh được diễn ra thập phần viên mãn cung thỉnh chư tăng nhất tâm vận chuyển để nghi thức hoa lễ tuyên kinh được bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn,
tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát Hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mến mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn, từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời cứu người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Con thành tâm kính
chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chắp tay niệm Phật tâm qua cúng dường, chắp tay niệm Phật mười phương đạo giảng chân lý. Thank you.